xong đi mình đi vô đây mình ăn đi, mình ăn trưa đi, phở miếng gà Tràng An. Và sẵn sẵn xin ông chủ sạc pin điện thoại luôn. Xin chào ông chủ. Rồi cho chị một tô đặc biệt. Hello mọi người, Hana Trần đây. À, bây giờ này cũng 11 giờ rưỡi hơn, gần 12 giờ trưa rồi. Thôi mình ăn, mà mình thấy cái quán này không có ai hết, mình vô đây mình tha hồ mình quậy. Ở đây có bán gì đâu, phở miếng gà Tràng An năm 1979 luôn, cũng hơi lâu rồi, mấy chục năm rồi đó nha mọi người. Bây giờ quy trình ông chủ làm phở nè, trụng phở trước nha, sau đó bỏ vô tô và bỏ thịt. Rồi trứng non, mình yêu cầu cái gì thì ông chủ làm cho đó. Dạ, dạ, chờ nó hút chị. Dạ, chờ nó hút ạ. Tự nhiên mình đi vô, nó có khách vô luôn. Cũng mừng cho ông chủ. Rồi xong, chế nó lẹ vô là xong ha. À, ok, rồi mình đi lại bàn đây. Đã tới rồi nè mọi người, trang nước lèo vô rồi nè, hấp dẫn quá, bốc khói luôn. Chụp hình cái nè. Tự nhiên nãy mình đi vô quán trống trơn à, mà bây giờ có mấy người khách mua mang về và ngồi lại, mình ngồi tuốt ở trong này. Đây là bàn trong cung mình ngồi. Ở đây mình có một cái tô phở thiệt là to, nóng hổi. Mình không có đem theo cái cây quay phim. Và chủ quán đã tặng cho một ly trà đá. Trời nóng ở Sài Gòn, khí hậu lúc này nóng lắm mọi người ơi, nó không có lạnh. Không lạnh giống như Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột mình thì trời đang lạnh, Sài Gòn thì nóng, nóng le tua luôn, đổ mồ hôi là... gia vị thì nó cũng có gì nhiều, chỉ có chanh, ớt và lá chanh, có ớt ngâm và có tương ớt, lá chanh. Dạ, mình thêm chút chanh. Như vậy thì chỗ quán có buồn không? Mời mọi người cùng ăn phở với Hana Trần nha. Hồi nãy mình đã ăn thử một cái trứng to rồi, bây giờ mình ăn thêm nữa. Trời ơi, một chùm trứng nó có 3 cái luôn, ngon ghê á. Hôm nay là khá lệ ăn một lần 3 cái trứng. Xe cấp cứu. Mời mọi người ăn nha. Xe cấp cứu. Nghe tiếng xe cấp cứu không phải không dòm ra ngoài đường nhiều chuyện. Mời mọi người ăn nha. Trời, cái trứng non nó ngon quá. Nếm thử miếng nước lèo nha. Vừa miệng ngon. Và ăn thử cọng phở nha. Mềm, mịn, dai dai, mềm mềm, vừa vừa, cũng dễ ăn. Và nhất là
kèm theo mấy cái lá chanh bỏ vô trong phở á, ăn cái vị rất là đặc biệt. Mình ở Sài Gòn cũng 20 năm đó, mà lần đầu tiên mình ăn cái món phở Tràng An này đó. Hồi nãy mình đi ngang mình thấy cái quán đó hả, mình cứ nghĩ trong bụng là nó không có ngon, nhưng mà ồn ăn được, rất ngon nha mọi người. Là ăn cái tô phở này để bù lại hồi nãy bị rút một xi lanh máu, bù lại. Và khi mà mình bước chân vô quán á, mình thấy quán nó vắng, mình cũng lo lo, không biết nó ngon hay là nó không ngon. Nhưng mà khi mình mở hàng thì tự nhiên có nhiều người khách ghé mua. Ồ, mình cũng rất là mừng, mừng vì họ bán được nhiều khách hàng. Ai mà đi Sài Gòn á, ghé phở Tràng An ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ăn ngon lắm. Quán nhìn cũng sạch sẽ, sạch sẽ. Quán có bán mang về nữa. Mình nghĩ là mùa Covid này là mọi người ít dám ra đường, cho nên người ta thường là mua về nhiều hơn là ngồi ăn. Giống như mình đem về nhà, mình ngồi mình ăn một mình buồn thôi, mình đi lang thang sẵn hôm nay mình ăn uống ngoài đường, ngoài vỉa hè luôn. Lâu lâu làm một bữa đi bụi ngoài đường. Thử miếng thịt gà nha. Thịt gà dai, không biết gà công nghiệp nó dai quá. Nhưng mà nước lèo nêm ngon, mời mọi người ăn nha. Em ăn hết tô phở này chắc em no thầm thầm. Và em đi thêm một cây số nữa để em kiểm tra dấu vân tay. Hôm nay mình phá lệ, mình ăn trưa sớm, mới 11 giờ rưỡi là ăn rồi. Trời nóng mà ăn tô phở nóng nó cũng đã nữa, mà cái này mà ở xứ lạnh ăn nó còn đã dữ nữa nha. Mời mọi người ăn nhé. Lá chanh rất là lạnh. Thôi em dừng, em sạc pin xong một hồi em đi nữa thì em sẽ review tiếp ha, cho mọi người cùng xem ha. Cho mọi người nhìn em ăn quà. Tô phở em ăn sạch chân rồi rồi mọi người. Nếu mà yêu thích kênh Hana Trần thì đăng ký. Hẹn gặp lại video sau. Đăng ký kênh ủng hộ và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.